Hello và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì clip ngày hôm nay tiếp tục lại là series auto matching của mấy người lạ. Thì anh em đã thấy rồi, hôm nay thì mình chơi bằng một cái lick khác và mình sẽ chơi bằng cái lick cũ của mình. Trước kia thì mình đã làm clip về cái nick này rồi. Thì ông số 2 đang bảo là mình nhảy vào đấy có liệu có ra được không? Tại vì là mình để tên là Yến Nhi mà. Hôm nay thì mình sẽ giả gái để vào đây để xem đồng đội của mình dư nào. Thì trước vào đến nơi thì ông số 2 đã gọi như là răn đe sẵn rồi. Tiếng chân rất nhiều. Đây rồi. Đi đâu vậy này? Tên này. Tên kia chưa có súng. Ui mic số 3. Đã bước ra bạn. Đâu rồi? Bạn bước ra đây mình xem nào. Làm sao mà kịp gọi là kịp bắn mình. Rất nhiều tiếng chân trong nhà y. Tất cả mọi người đã gọi là đã cả team mình chạy hết anh em ạ. Mỗi mình ở trong này. Ui mấy anh ơi. Em là thân phận con gái. Tại sao lại để cho em một mình ở trong nhà y thế này? Nhiều lắm nha, trên đầu số 1 nhiều lắm nha. Rồi ok. Rồi thanh niên số 2 đã răn đe mình rồi. Biết là liệu rằng mình có ra được khỏi đây không. Ui dồi ôi, nó sóc như sóc ốc bên trên này. Quá nhiều tiếng chân. Quá nhiều tiếng chân. Một tên nữa. Bốt nhau xuống rồi. Trong này quá nhiều. Trong này quá nhiều luôn. Từ mình vào mình gặp. Ơi mình đây. Bình tĩnh để mình lo bọn này. Mình sẽ chứng minh cho các cậu thầy. Mình gọi là bước ra khỏi đây mà còn clear nguyên cái khu này luôn. Hỗ trợ số 1 rồi. Ui ông ơi, ông không vào luôn. Ông lại còn thách đố tôi thế này thì chết à. Ông lại còn thách đố tôi như thế này thì chết. Vẫn còn như vậy là 4 tên, trong này ít nhất là 2 team. Nó lại ở bên đầu kia rồi, mình lại vòng sang bên đấy. Đây lọc cọc ở bên trên này. Bây giờ đồng đội mình mới đẩy ra hay mới đẩy sang để cover cho mình. Đây nó ở trên này này. Nó ở trên này này. Làm sao mà kịp bắn mình. 5 tên rồi. Vẫn nốc. Vẫn còn tạch tạch ở quanh đây. Đâu hết rồi. Rồi ăn mạng một tên nữa. Đây rồi, tiếng chân ở trong kho. Mình đẩy vào luôn này. Bên này cũng có tiếng súng luôn. Đông vậy. Này thì đông này. Trong kho này kiểu gì có một tên. Chắc chắn với anh em một điều rằng mình nghe không thể nhầm được. Mình để vào mình tìm thanh niên này. À đây rồi. Tiếng chân ở bên. À ha, đây rồi. Đâu rồi anh trai? Ngồi ở góc tường à? Ngồi ở góc tường này. Ủa ôi. Và đấy mình sấy lỗi. Tại vì là lỗi nó nhặt đồ ấy. Nó sấy từ dưới đất sấy lên. Như vậy là gần clear đấy. Chạy sấp mặt lèn anh em ạ. Mình tìm nó nãy giờ nhưng mà không có thấy. À đủ, có một tiếng bên này. Có một tiếng. Bắt. À, bot hay người vậy? À, hóa ra là con bot. Nó bắn cái thanh niên số 2. À, FK mà thôi. Thanh niên số 2 này sau khi mà cà khịa mình. Thì đã AFK mất rồi. Mình sẽ không những coi như thế là chứng minh là mình clear được bot cam. Và trận này mình sẽ cầm cây M16 này. Để lấy cái top 1 cho gọi là mấy thanh niên này. Gọi là biết sự gọi là tay to của cô gái Yến Nhi này. Hãy trà trộn giả gái. Anh em bảo mình làm rất là nhiều rồi. Hôm nay thì mình tiếp tục cái series trà trộn cộng đồng. Trà trộn cộng đồng. Đầu phộng. Cứ nói líu lưỡi anh em ạ. Và giả gái luôn. Ui trên này có tiếng này. Mình thấy mình đúng rồi, cái chóp đầu này. Cái chóp đầu. Ui, một viên đầu rồi. Một viên đầu mà không ăn thua, mình đẩy lên. Má bị văng ra chứ. À thanh niên số 2
Còn như thế nào 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 nào. Con nick lại được rồi. Từ từ, còn một tên ở trên này. Chắc chắn mấy anh em rằng mình nghĩ hàng ngày không phải là bot đâu. Á đủ. Mình nghĩ là ngày không phải là bot đâu. Đúng thật luôn. Tạch tạch này. Bạn tạch tạch sao nhanh bằng mình được. Thanh niên này cũng chỉ có M16 với K thôi. Ôi, nhặt nhầm. Đây. Nhặt M16. Này, trả K cho bạn kìa. K kìa. Ok, thôi đi thôi. Chắc là hết rồi. Let's go. Đây này, trên này vừa có tiếng súng này. Súng đi đâu Let's đó. Go. Đi. Cứ đi theo mình. Mình gọi là cân hết. Các bạn cứ gọi là đi theo mình thôi. Mình là một cô gái gọi là gì nhỉ? Gọi là cô gái tay to đi. Nhận tay to nhưng mà không biết là có to hay không đây. Trên này vừa có bắn nhau. Im thế nhở. Nãy mình mới nghe tiếng súng ở trên này mà ta. À đây rồi. Một tiếng ca. Á đủ. Chạy này. Bạn chạy đi đâu? Một tên này. Đứng ra mà bắn với mình này. Ừ bắn rát chứ này còn. Đã rát lại còn vãi cái đấy nữa. Ui giời ơi ông ơi. Ông hết cái để vãi à. Ngồi trong này này. Mình nghe thấy bạn rồi. Đây nè cái gì. Tôi giết gần hết rồi. Đi thôi. Ui mấy cha nội kia thấy mình lốc mà vẫn cứ đứng ở đấy này. Bọn nó ở trên này này. Rồi. Ui tôi vừa lốc hai trên này xong. Đâu rồi. Rồi. Gạt hộ mình rồi. Như vậy là nâu mới gặp đứa bắn giữ xong lại là con gái. Ui giời ơi. Đấy, chứng minh ngay bây giờ gọi là ông số 2 này gọi là lật ngược tình thế ngay. Lại bầu không giữ đi. Trời ơi, không những ra khỏi bốt cam mà tôi ăn đến 13 kill này. Mình là con gái nha, không phải con trai đâu. Chỗ này coi như là sạch sẽ rồi. Mình phải vào bo thôi. Tầm này không ở ngoài được rồi. Đây trước mặt mình vừa lấy có một tiếng. Có vài tiếng súng luôn. Bo qua cầu lên hơi thốn. Đâu rồi không biết. Mấy thanh niên vừa nãy băm chả cuốn nhau ầm ầm. À đây rồi. Ui, bên này có cả tiếng ốp luôn à. Ui, được thực sự nhỉ. Ui, bên sông này cũng có luôn này. Từ từ đã. Bên sông này hơi khoai nhở. Từ từ, mình phải giết được cái thanh niên ở trên này trước đã. Rồi mình tính bên sông, rồi. Bên sông sau. Bên trên này thằng này nguy hiểm này. Nó có ốp các thứ này. Đã đủ. Đứng đó này. Ui, ui đau thế. Ui, đằng sau bắn mình. Vãi trưởng ạ. Thôi anh ơi, anh bình tĩnh rồi. Em là con gái thôi. Thân phận nữ nhi thôi anh ơi. Đừng có nóng này mà cháy bougie. Nóng này dễ ở chảy lắm. Ui giời ơi. Xong rồi, thanh niên số 3 ăn viên ốp. Đây, tôi lên tôi giết nó luôn này. Ông cứ để tôi. Đây rồi, gần, cực gần luôn rồi. Cực gần luôn này. Bạn bắn đồng đội mình này. Rồi, nốc nó rồi. Này, ngồi khèo. Này thì đảo này. Khèo mình nãy giờ này. Nốc hai bên này rồi. Ủa thanh niên cầm ốp đâu ta. Bên kia vừa lấy mình thấy hai tên. Ui có ốp cả gờ lô ra luôn. Anh niên này chắc vừa lấy lút được cái thính ở đâu là hơi ngon. Đồ hơi phê nên là cứ đứng một chỗ vả thôi. Let's go. Còn có tiếng súng này. Đi thôi. Let's go. Đi thôi mấy cha nội ơi. Biết rồi, mình biết rồi. Cậu cứ để im đó. Mình tuy con gái thôi, mình cân hết. Mình chưa có từng... Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, mình chưa có từng ngắm thanh niên nào cả. Rồi, xây căng thế nhở. Đẩy lên đây. Quất luôn bọn này. 14 kill rồi. Nào. Uống xong bình nước rồi, đẩy lên với mình này. Để lên với mình các cậu ơi. Có tiếng chân đây rồi. Gần lắm rồi. Đây rồi. Đây rồi này. Đây rồi. Nhảy nhót này. Ok. Clear rồi. Như vậy là còn một tên thôi. Ui bọn nó nhanh quá. Nó giết người hơi nhanh.
Bây giờ thì còn có mấy thằng à? Còn 3 thằng. Còn 3 thằng thôi trong cái vòng bo nhỏ xíu này. Nó ở đâu? Úi, bắn ở đâu vậy? Bạn ơi, bắn ở đâu vậy? Ủa? Hướng. À. Ở bên ca rồi, yếu lắm. 35. Đây rồi. Úi giời ơi. Đúng hướng thanh niên này bắn ca luôn. Okay. Nốc mất rồi còn đâu? Vẫn nốc. Này thì bò đi đâu? Bò đi đâu bạn? Việt Nam này vẫn còn đồng đội nữa. Đâu rồi? Chắc ở dưới khu này thôi. Nó chạy ở gần. À đây rồi. Nó chạy ở gần khu này thì chỉ ở đây thôi. Một tên nữa đã bị nốc rồi. Đồng đội bạn đâu? Khai đi. Không khai này. Không khai thì đi chết đi. Như vậy là còn một tên thôi. Ui. Còn một tên cuối cùng thì bạn đen rồi. Đây là tận 4 con quái vật cơ. Tem mình còn đủ. Và bạn chỉ còn một mình. Ui, một cái kết rồi, đắng cay. Còn một thằng thôi. Đi tìm nó thôi các cậu. Tìm nó thôi chứ còn gì nữa. Ủa nhưng mà bạn nó ở đầu kia. Hai thằng bạn nó vẫn nốc. Coi như thế là một... À không phải là coi như thế mà chắc chắn luôn. Là tên cuối cùng là cùng đồng bọn rồi. Mà không thấy nhở, vô lý. À, quăng bom gì vậy? Từ để mình check cái diệp viền bo này. Tại vì là cũng gần khu này. Đồng đội nó thì ở gần đây thôi. Thì chắc nó cũng lây nhuây ở trong gọi là mấy cái khu vực này thôi. Chưa đi xa được. À đủ tiếng. Thôi xong rồi. Bạn này để lộ tiếng súng thế này thì khác gì bạn bảo. Anh ơi em ở bụi này. Anh tới anh bắn chết mẹ em đi. Ui. Bạn đen rồi. Đâu rồi. Hello bác tài. Đâu rồi. Ui nốc một kìa. Ui. Nốc được một đồng đội mình nhưng mà bạn đen rồi. Ok. Là như vậy là mình cũng đã hoàn thành xong một trận đấu top 1. Và cũng gặp được vài người lạ khá là hay. Anh em thấy hay và thích cái series giả gái này của mình thì đừng quên comment ở phía bên dưới nha. Hẹn anh em những clip tiếp theo. Bye bye.